cơ quan là tim. Tim bắt đầu là hỏa. Nếu mà đặt để lý luận đó, là hỏa. Thì khi một đám cháy cháy nhà, thì sau khi cháy xong rồi quý vị thấy toàn cái gì? Được chưa? Như vậy là hỏa sinh ra thổ. Đấy, phải nhớ câu đó. Cháy nhà thì sau khi còn cho thôi. Hỏa sinh ra thổ. Thổ là gì? Là tỳ vị. Tỳ vị là bao tử đó. Là thổ. Trong đống thổ mà về bới là cái nhà, tất cả đều đã cho hết. Còn cái gì mà không đã cho? Kim loại. Kim loại. Tức là trong thổ có kim, tức là trong lòng đất thì có các quặng mỏ. Thổ sinh kim. Kim là phổi. Là kim. Kim mà đó có chảy ra nước không? Có. Kim sinh thủy. Thủy là thận. Rồi chỗ nào có nước thì có cây cỏ mọc. Như vậy là thủy sinh gì? Mọc. Thủy sinh mọc là gan. Rồi bây giờ mọc á, nó khô rồi á, thì làm chất đốt được không? Được. Rồi, thì là mọc sinh hỏa. Anh nhớ như vậy nè. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Rồi thổ sinh gì? Sinh kim. Mà con gái tôi nó không nhớ, nó bảo hỏa sinh thổ, thổ sinh cả. Như vậy nhá. Rồi bây giờ này, như vậy là trong cái cơ quan của mình á, 5 thằng này phải làm việc đồng bộ, không có thằng nào được dư thừa. Dư thừa là làm bệnh. Như vậy giả sử tim thì nó đập mạnh quá, có bệnh không? Tim đập yếu có bệnh không? Rồi bao tử này á, ăn nhiều quá có bệnh không? Và không ăn có bệnh không? Thấy không? Rồi phổi á, thở mạnh á, là có bệnh không? Đấy, thở yếu có bệnh không? Tất cả đều bệnh hết. Rồi thằng thận này này, đi tiểu nhiều quá có bệnh không? Và không đi tiểu có bệnh không? Cũng bệnh. Thằng gan vậy này, nghe không? Ăn nhiều quá, nhiều mỡ quá, nó không có thở được, tức là nó không có bóp được, là mỡ bao tim. Như vậy đối với lại đông y ấy, 5 cái này phải quân bình, không được dư, không được thiếu.